Hello, vâng, xin được trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với Shop Phạm Huấn. Lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Đó. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về rất là nhiều mặt hàng mới, các cái loại bình luôn. Thì hôm nay em sẽ lên chủ yếu cho các bác các cái loại bình hòa và nồi chiên không dầu. Đó, nồi chiên không dầu thì hôm qua em đã lên cái video tranh thủ rồi. Hôm nay em sẽ lại lên kỹ hơn một chút nữa. Để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em, để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em các bác nhá. Đó. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu ạ. Đây các bác nhá, nồi chiên không dầu thì hôm nay bên em về số lượng luôn và giá rất là tốt luôn. Đấy, bên em gửi tới các bác có giá là 700k các bác nhá. Nồi chiên không dầu, hàng siêu đẹp luôn. Em sẽ đi vào chi tiết luôn các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô đấy, bên em tiếp tục về cái lô cái bình nhiệt này. Bình nhiệt của Mỹ các bác nhá. Bình nhiệt của Mỹ. Đây, hàng siêu chất luôn. Made in USA luôn các bác nhá. Đó. Thì hôm nay bên em về thêm cái loại 1 lít rưỡi. Hàng cũ của bên em là 1 lít 2. Đây. Hàng 1 lít 2 đi các bác nhá. Còn 1 lít 2 này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 300k. Đó, 300k còn 1 lít 2 này. Thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho bác với giá là 280k và bao ship các bác nhá. Đó. Đây là hàng 1,2 lít các bác này. Đó, 1,2 lít các bác nhá. Còn 1,2 lít này là em gửi tới các bác với giá là 280k và bao ship cho bác luôn. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, đây, Made in USA này. Đấy. Công ty của nó thì có tuổi đời là từ năm 1986 các bác nhá. Tương đối là lâu đời rồi. Công ty này thì nó chuyên sản xuất cái bình nhiệt phục vụ cho quân đội của Mỹ các bác này. Đây, nó có hai màu. Đấy, có hai màu. Màu rêu, màu quân đội và màu inox các bác nhá, màu inox. Đấy, tất cả đều là inox 304 hai lớp, từ cái nắp của nó rất là chất các bác nhá. Cái nắp cũng rất là chất luôn. Đó. Nắp rất là chất luôn. Đây. Lưới lọc các thứ đàng hoàng đều là inox 304 hết. Hàng siêu chất luôn các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 300.000. Hôm nay bên em đã xả kho thanh lý cho các bác với cái giá là 280k và bao ship các bác nhá, 280k bao ship cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là bình 1 lít 2 các bác nhá. Đó, bình 1 lít 2. Đấy. Bình Mỹ các bác nhá, bình nhiệt Mỹ 1,2 lít các bác nhá. Đó, bình nhiệt Mỹ 1,2 lít. Đó, thì bên em ký hiệu nó là bình bình A các bác nhá. Đó, bình A. Đấy. Bình A. Đấy, các bác lên cho em là bình A 1,2 lít, giá 280k các bác nhá, 280k, bình A các bác nhá. Bình A. Đấy, tiếp theo là bên em về cái lô mới này. Lô này bên em ký hiệu nó là bình B các bác nhá, bình B. Đó, bình B cho nó dễ các bác tránh nhầm lẫn. Con này của nó là 1,5 lít các bác nhá, 1,5 lít, hàng to. Đấy, bình B 1,5 lít. Đó, giá thì vẫn chỉ là 300k bao ship các bác nhá, 300k. Và bao ship luôn. Đấy, con này nó như một cái phích 1 lít rưỡi. Đấy, như một cái phích 1 lít rưỡi luôn. Các bác dùng thoải mái. Dung tích của nó là 1,5 lít các bác nhá, 1,5 lít. Đây, giữ nhiệt nóng, nhiệt lạnh các kiểu con là điểu luôn. Nắp hai lớp các bác nhá. Màu thì vẫn có hai màu là màu inox và màu quân đội các bác nhá. Màu inox và màu quân đội là hàng 1,5 lít này. Đấy. Có những lô thì bên em về này thì nó chỉ có cái màu inox không thôi. Đó. Màu inox không thôi. Thì tùy theo nhu cầu, nhưng mà em sẽ gửi ngẫu nhiên, nếu mà hết cái lít rưỡi này mà nó hết cái màu inox thì em sẽ gửi cái màu quân đội các bác nhá. Em sẽ gửi hình như là chỉ có màu quân đội thôi. Đấy, kho báo là hết rồi, chỉ màu quân đội này thôi. Thì nó là bình 1 lít rưỡi. Các bác lên cho em là bình B, bên em đang gửi tới các bác với giá là 1,5 lít các bác nhá. À, 300k, bình 1,5 lít, 300k bao ship các bác nhá. 300k bao ship cho bác luôn. Bình 1,5 lít các bác nhá, rất chất luôn. Đấy, giữ nhiệt nóng, nhiệt lạnh các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đấy, sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái bình của Đức các bác này, bình nhiệt của Đức. Đó, thì hôm nay bên em lại về cũng là hai màu. Đây, Made in Germany này. Đó, hàng của thương hiệu bia các bác nhá, thương hiệu bia. Đây. Đấy, từ cái vỏ của nó này, Germany hết các bác nhá. Đó, Germany này. Rất chất lượng luôn. Đây vỏ của nó này, Germany hết các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Đấy, hàng siêu chất luôn. Hàng của nó là hàng thanh lý siêu thị các bác nhá, rất chất lượng luôn. Em cũng đang có hai màu, màu xanh và màu mận các bác nhá, màu mận. Đó, màu xanh và màu mận. Đó thì lô này bên em về giá rất là tốt các bác nhá. Trước em bán là 250k. Đó, bình này của nó là 1,2 lít. 1,2 lít các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là fix Đức các bác nhá. Cái này nó như cái fix có quay này. Đó, thì 1,2 lít, giá 250.000, hôm nay bên em đã xả kho thanh lý cho các bác là 230k và bao ship các bác nhá, 230k bao ship.
Các bác lên mã giúp cho em là fix, fix của Đức các nhá. Đó, còn bên kia là bình nhiệt của Mỹ, còn cái này là fix của Đức, cái này nó có quai như cái fix này. Cho bên em gọi là fix cho nó dễ. Đó, nó tránh nhầm lẫn với cái mặt hàng khác. Các bác lên mã cho em là fix. Đấy, fix của Đức các nhá, fix Đức. Bên em bán là cái giá là 250k, xả kho thanh lý cho các bác 230k và bao ship các nhá, 230k. Bao ship cho các bác luôn. Đó, 230k bao ship các anh nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô, bên em nó hơi ồn các bác thông cảm nhá. Đó là bên em tiếp tục về cái lô chai đựng nước mắm xì dầu các nhá. Chai nước mắm xì dầu. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 130.000 và bao ship cho các bác luôn. Các bác lên mã cho em là chai đựng nước mắm xì dầu, dung tích của nó là 500ml. Đó, chai mắm các nhá, chai mắm 500k và bao ship. Con này của nó là hàng của Nhật các nhá. Made in Japan này các bác này, Made in Japan này. Hàng của Nhật các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó thì con này bên em đang gửi tới các bác cái giá là 130k và bao ship cho các bác luôn. 130k bao ship. Hàng Made in Japan này, chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác cái đèn tích điện của con này. Đó, em đang bán là 150.000, hôm nay bên em thanh lý cho các bác luôn là 100k và bao ship các bác nhá. Em còn một cái nữa. Thanh lý nốt cho các bác 100k và bao ship các bác nhá. 100k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô máy hút bụi hàng của Nhật con này. Đấy, con này bên em gọi là hút bụi ống thôi nha, của thương hiệu Fukuoka các nhá, Fukuoka Made in Japan này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đấy 300-350k. Đấy, Made in Japan này con này. Đó. Các bác lên mã cho em là hút bụi ống thôi nhá, hút bụi ống. Đấy, 350k bao ship thôi nhá. 350k bao ship luôn. Con này thì hút cực khỏe luôn các bác nhá. Đó, hút cực khỏe luôn. Em sẽ test sản phẩm cho các bác xem.